才刚出山林，脑袋没清醒，人生小精灵。我有一身本领，这样独自闯入了武林。相信命中注定，四处找寻却没人说明。再次降临，期盼爱情，究竟谁是我的天命？看，原来缘分一直都在等着我。相信爱真的存在过。你看我。Võ Lâm Hiệp Khí Tập 2. Còn phải đi bao lâu nữa thế? Hay là dù gì bây giờ cũng đang chán, huynh kể ta nghe thế đạo bây giờ đi. Muốn nghe cũng được, gọi ta là công tử. Cách ta xa một chút, không được lại gần. Vậy mời công tử nói cho ta biết đi à. Bây giờ binh chủ Võ Lâm lại lòng Tiêu Tiêu con gái độc nhất được sủng bái của Lâm Trang chủ ở Dịch Thủy Sơn Trang. Nhưng người này lại thường xuyên bế quan, không muốn lo chuyện bao đồng. Vì vậy dẫn đến bây giờ trên giang hồ có một vài môn phái có chút không kiềm chế được mà thôi. Vậy thiên hạ chẳng phải lại bất ổn nữa à? Không phải là cô thích người khác gì cô mà làm đến mức thiên hạ bất ổn sao? Tôi làm gì có chứ, đấy đều là những thứ nói trong kịch bản. Tôi chỉ cảm thấy nếu có thể có một người tốt sống cùng mình đến đoạn đầu vậy cũng là một việc hay mà. Cùng mình đến mạc đầu, tại sao chứ? Huynh hành tổ giang hồ lẽ nào từ trước tới nay chưa từng thấy cô độc hay sao? Thiên tài đã định trước là phải cô độc, đây chính là số mệnh mà ta không thể thoát được. Nhưng ta sợ nhất là cô độc, ta muốn có một người ở cạnh bên, có một ngọn đèn sáng đợi ta về nhà sẽ không còn cô độc như vậy nữa. Vậy cô muốn một người như thế nào? Đi thôi, sắp đến rồi. Đồ chơi đây, quanh thánh thơm phức đây. Cô nương à, nhìn những đồ chơi này đi. Cuối cùng cũng đến rồi. Ở đây náo nhiệt thật đấy. Kẻo hồ lô đây. Đến đây. Ở đây đợi ta nhé. Không được đi đâu cả. Xem đi. Đem lên đi. Huynh đang quan tâm ta sao? Cô nghĩ nhiều rồi đó. Do ta sợ phơi nắng thôi. Nhưng ta đâu có sợ. Huynh đưa ta làm gì chứ? Thử cài lên đầu cô một chút nhé. Tiện cho bản công tử thích lấy lúc nào thì lấy. Không thích à? Không thích thì đừng vào thành nữa. Tránh ra. Ý đợi đã. Đợi đã. Ta thích. Đi đâu đây? Thăm người thân ạ. Tên là gì? Lâm Thanh Thanh. Hai người đi cùng nhau à? Công tử, trên tay họ cầm cái gì thế? Giấy thông hành, thứ buộc phải có khi vào thành. Không phải là cô không có đấy chứ? Không có là không đi vào thành được đâu. Ta làm sao lại không có cơ chứ? Mau đi theo ta. Nhìn một chút đi. Chỗ này đựng gì? Chỉ là một chút lương thực thôi. Ai bảo với huynh là ta không có chứ? Giấy công hành. Hai người đi cùng mà. Dương Thiết Thiên gọi Dương gia thôi. Người tháo mũ xuống đi. Một cô nương xinh đẹp như cô sao lại tên là Dương Thiết Thiên? Ta thích cái tên này không được à? Được, 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 đi đi. Đi mau đi. Ê,
mau đi thông báo cho cấm vệ quân. Cô Dương vừa đi vào ban nãy, hình như là người ở trên tờ truy nã kia. Mau lên, mau lên. Cơ thể của cô bây giờ chỉ có thể ăn mì thanh đạm. Khách quan, món ăn của ngài ạ. Cảm ơn nhé. Ta ăn một miếng thức ăn cũng không được à? Không được. Vậy ta uống một ngụm canh chắc được chứ nhỉ? Cũng không được. Một mình huynh cũng đâu ăn hết nhiều như vậy. Chia cho ta một ít thì có sao đâu. Bổn công tử ta không ăn cũng no. Để cô nhìn vài cái cũng đã là làm phước lắm rồi. Nói rất đúng. Ta cũng nhìn không được mà muốn nhìn vài cái. Huynh là... Ta là Sở Diệu, là bạn tốt của Bạch công tử đây. Là ta vô cùng muốn thích giao thành bạn tốt của Bạch công tử, khiến khi thấy Bạch công tử đi cùng người khác. Xin hỏi bí kính của cô nương là... Dương Thiết Thiên, quả nhiên là một cái tên hay. Cô nương nếu đã đến thành Bạch Lộ, nhất định phải để ta dốc sức của một người bản địa đầu bếp trong phủ của ta nấu nướng nước ngon. Không biết cô nương có thể cho ta vinh hạnh này. Đương nhiên là được rồi. Bạch công tử, cứ đến phủ ta đi, mọi thứ đều làm theo sở thích của huynh đã chuẩn bị xong từ sớm rồi. Năm đó huynh đi qua nơi này, cứu ta một mạng, tấm lòng nhân ái đối với ta mà nói chính là ơn tế sinh. Khó khăn lắm huynh mới xuống núi tới thành Bạch Lộ, hai người chúng ta lâu ngày gặp lại nhất định phải uống rượu chuyện trò vui vẻ. Không say không về. Nhưng vẫn nên dọn dẹp chỗ này một chút, tránh làm phiền huynh và ta ôn chuyện cũ. Người đâu? Chuyện gì vậy? Mau đi đi, mau đi thôi. Đi hết rồi. Vẫn còn chưa thanh toán đâu. Không cần lo. Tất cả đều tính vào cho sổ mẫu ta. Sở công tử, nếu huynh đã hào phóng như vậy, hay là thanh toán luôn một thể cho ta với, chỉ có vài bát gì thôi. Ta không làm phiền hai người ôn chuyện cũ nữa. Nếu muốn đi, tự mình tính tiền. Ta quay về tiếp tục ngồi một lát vậy. Đây là... đây là qua gặp mặt của cô nương. Nếu cô có thể khuyên Bạch công tử cùng về phủ ta ở vậy, ta càng cảm kích không nguôi. Chút ngân lượng này đã mua chuộc được cô rồi à? Cô không cảm thấy đây là một kiểu sỉ nhục sao? Nếu đây là một sự sỉ nhục, vậy ta cũng không ngại nhận thêm vài lần nữa. Nói thật, Sở công tử nhiệt tình hiếu khách như vậy, đến mà không thăm cũng phi lễ. Đừng có từ chối người ta mãi thế. Đó đúng đấy. Ta cũng không thể cứ mãi thất lễ. Vậy chúng ta lấy trà thay rượu, để thay cho lời cảm ơn của ta. Rượu cũng tốt, trà cũng được. Nếu công tử muốn đến, Sở Diệu ta vui vẻ còn không kịp nữa là. Chỗ Sở Diệu cũng là một nơi tốt để cô ấy bồi bổ cơ thể. Đây là trà nhân sâm trần mì, quả nhiên là trà ngon. Thôi vậy, ta vẫn nên uống canh của mình thì hơn. Mặt trời đã ngã về Tây, hai vị hay là cùng ta về phủ trước. Trong phủ đã chuẩn bị nước tắm thơm. Bạch của huynh. Thiếu gia, ngứa quá thiếu gia, ngừng tay. Không được động thủ, ngài không sao chứ? Lưu xuống. Lưu xuống. Dân. Thiếu gia, người vẫn ổn chứ? Ngứa quá, đạo huynh hạ độc hả? Có cần thiết phải ác như vậy không? Cô thì hiểu cái gì chứ? Kiểu công tử phú quý như hắn ta cần được đi ngoài và giải độc thường xuyên, nếu không sẽ rất dễ mắc chứng tiêu khát chẳng mấy chốc mà tiêu đời.
Chút trà thuốc này cũng coi như là lễ giật giật củi cho hắn đi. Bạch công tử dạy phải, Bạch công tử nói gì cũng đúng. Được rồi, các người, một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, ta không dây vào nữa. Cô thực sự muốn đi? Cô không muốn biết quá khứ chuyện gì đã xảy ra với cô sao? Con người luôn phải nhìn về phía trước chứ. Cô cũng thật lạc quan đó. Vậy cô đương nhiên cũng không để ý tiếp theo đây cô sẽ thấy có gì không ổn đâu nhỉ. Ta cũng đâu uống trà của huynh, nhưng cô đã ăn chút nguyệt của ta rồi. Huynh, đừng lo lắng, Bạch công tử đùa với cô thôi. Ta ý lại, giờ đi ra bên ngoài nhìn một chút, mặc dù bây giờ mặt trời đã lặn, nhưng khí nóng vẫn chưa hết. Đợi lát nữa, lúc huynh đi ra, ta che ô cho huynh nhé. Tránh phải trúng khí nóng. Cô nương đúng là một người tài. Chẳng đất Bạch công tử lại đối xử khác biệt. Coi được dỗi được. Nói hay lắm. Con người ở trên đời khó tránh có chút chuyện không như ý muốn. Giống như việc ta không muốn đến phủ của Sở công tử, nhưng lại buộc phải đi. Lúc đi nhớ cầm theo đồ đạc. Thiếu gia, đợi chút đã, ngươi đừng quản ta. Mau đi chăm sóc cho Bạch công tử. Ta chỉ biết câu chuyện này rất nổi tiếng. Ở thành Bạch Lộ của chúng ta không ai là không biết. Đợi chút đã, sao các ngươi lại ở đây chứ? Không phải là ở Vọng Nguyệt lâu phục vụ Bạch công tử hay sao? Bạch công tử nói không cần hầu hạ, nghe ấy cứ kiên tĩnh. Cô đương xin cứ tự nhiên nhé. Bọn ta đang vội đi nghe kể chuyện đây. Chuyện gì thế? Chuyện kể về yêu nữ đầu tiên của Võ Lâm và những nam nhân của cô ta. Mau đi thôi, sắp không kịp bước rồi. Cô nương cứ tự nhiên nhé. Cô nương, bọn ta đi trước nhé. Xin cáo từ. Chỗ này khách cũng không thích gì. Mời đi bên này, ta không nói sai chứ. Mời. Chỗ này rất được yêu thích, hai vị cần gì xin cứ dặn dò nhé. Được rồi, đi xuống đi. Dân, cho một bình trà ngon. Dân ạ, chỗ ngồi hôm nay tốt nhỉ. Đúng thật dính dữ luôn này. Để các vị phải đợi lâu rồi. Phong suy đà cổ sơn hà động, điện thiểm tinh kỳ nhập nguyệt cao, thiên thượng kỳ lân nguyên ngụ chủng nơi Việt Trung lâu nghị khởi năm nào. Hay, hay. Bộ sắc mày chúng ta nói đến ngày hôm nay, tên gọi là Võ Lâm Diêu Khí. Các vị lượng thứ, tại hạ vừa rồi nói hó. Sách tên gọi là Võ Lâm Kiêu Nữ. Yêu nữ, có yêu nữ, nó cũng đúng. Trong Võ Lâm, yêu nữ có thanh danh đi bối nhất là Diệp Thề. Diệp Thề, yêu nữ này kỵ mình võ công cao cường, cướp đi rất nhiều bí kíp võ công của các môn phái và món đồ quý trọng tung đáy hòm bảo vật. Sau đó đi đến nước Thục, dụ dỗ thiếu chủ Đường Môn Đường Dương mà không được, vì yêu sinh hận. Trong lúc tức giận, giết chết toàn bộ người nhà vị hôn thê của người ta, giết cả nhà. Thật là đáng hận, đáng giận. Mạnh thế này thì không phải là tuyệt hậu à. Yêu nữ này còn muốn hủy bỏ ám khí mạnh nhất của Võ Lâm. Bảo vũ ly qua chăng, thiếu chủ Đường Dương thề rằng phải báo thù cho thê tử của mình. Kiêu nữ Diệp Hề này cũng là đúng người đúng tội. Cuối cùng chất dưới bảo vũ ly qua chăng, bỏ xác ở rừng một chút. Hay cho một câu đúng người đúng tội. Tình yêu nữ này đúng là đáng chết. Chết cũng đúng. Đúng vậy đó. Đúng vậy. Đáng chết. Nói đúng. Nói đúng lắm. Không thể bỏ qua cho ả ta. Đúng vậy. Không thể giữ lại. Để trời rõ ràng yêu nữ Diệp Hề, xem ngươi có thể trốn đến nơi nào. Yêu nữ. Đây là yêu nữ. Không phải chứ. Đây không phải là Dương cô nương hay sao?
Dương cô nương là yêu nữ Diệp Hề. Dương Diệp Hề không phải đã chết từ lâu rồi sao? Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Dương phủ làm việc, những người không liên quan mời tránh đi. Đi ra ngoài. Đi thôi. Quan gia, mau đi nói cho bạch công tử biết. Đi thôi, mau đi thôi. Đợi đã, các quan, đừng đi mà. Quan gia, chuyện này là thế nào? Các vị đại hiệp, các vị quan gia, xin hãy nương tay, nhất định đừng đánh nhau ở đây. Muốn đánh xin hãy ra ngoài đánh. Tiệm nhỏ bọn ta vốn đắp đắp dịp lại trên người ta. Những người không liên quan đến đường, tránh để bị thương. Bọn ta thay trời hành đạo, nếu có tổn thất gì thì tìm ông trời mà đòi. Cô nương này chắc là Diệp Hề nhỉ? Còn ta nhận lệnh ban thưởng vô nhất chính nhân, bắt một nữ tử tên là Diệp Hề. Mau ngoan bản đi theo bọn ta đi. Diệp cô nương, các người đang nói chuyện với ta sao? Yêu nữ, ngươi còn giải dở cái gì? Tất cả mọi người trong giang hồ đều nói ngươi trộm đi bí kíp võ công của các môn phái. Nghe nói ngươi đã bị giết chết, ta còn lấy làm thiết không thể tự tay giết ngươi. Hôm nay ta sẽ khiến ngươi chết tại nơi này. Có phải ngươi hiểu nhầm gì không? Ta là Dương Thiết Thiên, yêu nữ mà các ngươi nói không thể là ta được. Ngươi là Dương Thiết Thiên, sao ngươi không tên là Dương Thiết Đảm luôn đi? Yêu nữ nhà ngươi rõ ràng là đang sỉ nhục trí thông minh của bọn ta mà. Đúng vậy, đúng vậy. Ngươi còn không thừa nhận thân phận của mình. Phi xương kiếm pháp mà ngươi vừa dùng chính là kiếm pháp của yêu nữ Diệp Hề. Đây hoàn toàn là chuyện mẫu nhiên. Giữa võ công của rất nhiều môn phái đều có điểm tương đồng. Chỉ dựa vào điều này không thể đưa ra kết luận chứ. Yêu nữ, ngươi nhìn cho kỹ đây. Đừng có giảo biện nữa. Người trên bức họa không phải ngươi sao? Chiêu cáo thiên hạ, thượng trai bắt được nữ nhân trong bức họa. Nữ nhân này đẹp nghiêng nước nghiêng thành, tên là Diệp Hề. Biết có manh mối nào về hành tung của Diệp Hề? Bây giờ ngươi còn có thể ngụy biện được nữa không? Ta có phải là vừa khéo có người nhìn khá giống ta không? Đừng có tranh cãi vô ích nữa. Ngươi vẫn nên mang mãn chịu chó đi. Các vị xin hãy thông thả. Ta có thể chứng minh. Quá ra là bạch công tử thần y của Bồ Đây à. Bạch công tử đến như đúng lúc, huynh ấy có thể giúp ta chứng minh. Ta không phải là Diệp Hề. Cô ấy chính là Dương Thiết Thuyên. Các huynh đệ, hai người họ đi cùng nhau, chúng ta cùng xông lên. Đi thôi, ba đuổi theo. Đuổi theo, đuổi theo, nhanh lên. Nhanh, bấm tên. Dưỡng may, chỗ này tạm thời tên vẫn chưa bắn đến được. Thế này liệu có được không? Ở kia, mau bắt chúng lại. Đuổi theo, đừng hòng chạy. Đứng lại, xem ra chỉ trốn thôi cũng vô dụng. Hay là hai chúng ta cùng xông lên. Đứng lại. Xông lên, xông lên,
đi thôi. Sao công tử, sao nửa đêm nay cậu ở đây? Vì đại ca này, không biết có việc gì. Tại hạ vừa khéo ra ngoài đi dạo, nếu đã gặp nhau được vậy cũng có thể giúp chút sức lực đất ở của mình. Chúng ta phụ mệnh ban thượng của nhiếp chính dương bắt dịp thề. Giờ nãy người thả khói, có phải là ngươi không? Cái này dám ám toán bọn ta, dám đối đầu với bọn ta. Sở mẫu không dám. Vị đại ca này, người dạy cũng đã dạy rồi, có lẽ chẳng thấy bóng dáng đâu nữa. Tiền thưởng mà các người tổn thất cứ tính cho tại hạ. Các vị làm việc trước giả, sở mẫu thay mặt cho bách tính Dung Thành nhất định phải tiếp đón chu đáo. Nửa đêm không ngủ, đánh giao giữa đường, ông chết mất thôi. Đây là con gái của Lâm Minh Vũ, Lâm Tiêu Tiêu gì? Sao cô ta lại đến đây? Ta thay mặt các huynh đệ cảm tạ sở công tử. Xin cáo từ. Đi thông thả. Chúng ta đi thôi. Quan phủ không bắt không bọn ta cũng không quản. Dù sao thì bọn ta cũng là di chính nghĩa của Võ Lâm. Phải giết được yêu nữ Diệp Hề và đồng bọn của ta. Bạch Nhạc, có đúng không? Đúng vậy. Chiếc yêu nữ, các vị hào kiệt hãy nghe ta nói một câu. Sở mẫu là phú hà đứng đầu thành Bạch Lộ, toàn thiên hạ ở đây cũng xếp hàng trên. Các vị vì truy hại cho Võ Lâm, đến cả trà lâu cũng sắp dở mất rồi. Tại hạ thực sự bội phục. Vậy nên tất cả tổn thất đều do tại hạ gánh vác. Còn về tên đồng bọn của yêu nữ, ta cũng đang tìm hắn. Thật không dám giấu, khuôn mặt này của ta chính là bị quỷ dưới tay hắn cả. Nhưng các vị cũng không cần quá vội vàng. Đến nhau lâu như vậy chắc cũng đã mỏi mệt rồi. Những huynh đệ bị thương còn cần được chữa trị. Hay là các vị cứ đi đến phủ ta trước để nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngày mai ta phái người đi điều tra tung tích của bọn họ trước đã. Nếu có tin gì ta sẽ phái người thông báo cho các vị. Đến lúc đó chúng ta lại cùng nhau ra tay, thế chẳng phải là bỏ công bích thu lợi nhiều hay sao? Đúng vậy, cũng có lý đó. Nói đúng. Cảm ơn sở công tử. Cảm ơn sở công tử. Người đâu? Đưa các vị hào kiệt này đến phủ của ta. Tiếp đẩy hết lòng. Dân à, mời. Cảm ơn nhé. Đi thôi. Đi. Đi thôi. Yêu nữ Diệp Hề không phải là đã chết rồi sao? Bạch Nhạc sao lại trở thành đồng bọn của yêu nữ thế? Ta không quan tâm. Ai dám làm huynh ấy bị thương chính là đối địch với ta. Vậy cô chính là bạn tốt của ta rồi. Huynh đừng có cười nữa. Khuôn mặt này của huynh cười lên càng dọa người hơn đó. Chắc là Bạch Nhạc làm gì? Sao huynh lại đắc tội với huynh ấy thế? Đây là huynh ấy giúp ta tiêu độc. Nhìn có dễ dọa người nhưng rất hữu dụng. Còn về việc tình hình của huynh ấy bây giờ thế nào? Ta cũng nói không rõ được thì đừng nói nữa. Ta chỉ muốn biết Bạch Nhạc không có chuyện gì chứ? Huynh ấy đâu? Có ta ở đây, họ đương nhiên không có chuyện gì. Còn rốt cuộc đi đâu rồi? Trước mắt ta cũng không rõ. Đại tiểu thư, chúng ta mau về gia trang đi. Ngày chạy đuổi theo Bạch công tử cũng vô dụng thôi. Đuổi theo được ngày ấy cũng không quan tâm người. Nếu còn không về, lão gia sẽ tức giận đó. Không biết nhà cô nương ở đâu? Nếu có tin tức gì, ta có thể truyền tin cho cô. Dịch Thủy Sơn Trang. Dịch Thủy Sơn Trang. Thôi bỏ đi, đã ra ngoài nhiều ngày như vậy rồi, phơi nắng phơi gió, quay về thì quay về thôi. Có tin tức gì nhất định phải báo cho ta ngay đó. Được. Quá ra là Lâm đại tiểu thư của Dịch Thủy Sơn Trang. Nợ đào hoa mà Bạch Nhạc kêu vào này cũng không đơn giản đâu. Đã nói nơi này không có cỏ thuốc cô còn không tin. Dở đâu có thì sao? Vẫn nên đi tìm một chút. Không nhìn thấy ta đang thay y phục sao? Đứng bên kia. Đây không phải là cây trâm của ta sao? Huynh cướp trâm của ta làm gì? Huynh mặc y phục lên trước đi. Chiếc trâm này đắt đỏ, sao ta lại không biết? Cô có đồ vật như thế này nhỉ? Đây là sở công tử tặng ta. Ta còn muốn dùng nó đổi lấy tiền. Nếu không thì lấy đâu ra lộ phí chứ? Đừng cử động.
Cô làm gì đấy? Cô còn muốn sợ đến khi nào? Xin lỗi nhé, không phải ta cố ý đâu. Ta chỉ muốn xem lưng huynh thôi. Đi đi. Không sợ thì thôi, đồn giả mộng. Để tình huynh cứu ta, ta không tính toán với huynh. Nhưng ấn ký đạo trên lưng huynh ấy kỳ lạ thật đấy. Sao mình lại thấy có chút quen thuộc nhỉ? Còn nữa, khi nãy ở trong tủ lâu, người kể chuyện nói yêu nữ gì thề này cũng là đúng người đúng tội. Cuối cùng đúng phải, Bảo Vũ lì hoài châm của Đường Dương bỏ xác ở rừng một chút. Nói vậy mình thật sự trên này dịp thề. Nhưng bọn họ thì nhau nói mình là yêu nữ, mình là một tiểu tiên nhân xong mà. Là tiên nữ, đâu phải là yêu nữ chứ. Đường Dương rốt cuộc là người như thế nào? Mặc dù mình bất ký, nhưng cũng biết làm người phải lương thiện. Hắn tại sao buộc phải giết mình? Vậy hắn ta chắc chắn không phải người tốt. Huynh sao thế? Trúng độc sao? Còn có cái ao đằng sau lưng huynh nói dớ dẫn. Lớn chừng này chỉ có ta hạ độc người khác, ai có thể hạ độc được ta? Khẩu khí lớn thật đó. Vậy bây giờ huynh có chuyện gì thế? Chúng ta đừng nói nữa. Cách ta xa một chút. Nhìn dáng vẻ này của huynh, chúng ta vẫn nên trở về thành Bạch Lộ tìm Sở công tử thì hơn. Đi như thế nào đây? Đi như thế nào đây? Cô không thấy bên ngoài đang mưa to sấm chớp sao? Tạm thời qua một đi, bỏ đây ngày mai là có thể nhìn thấy Sở công tử của cô rồi. Huynh cần giúp đỡ không? Huynh gọi ai đấy? Cô chỉ ai? Ta là Diệp Hề, ta đâu phải tên là này. Đến đây. Đi đến đây. Bạch công tử, có chuyện gì không? Xoa nắng giúp ta. Tự huynh cũng có tay có chân, huynh không thể tự mình xoa nắng mà. Mặc dù biết cô chắc chắn làm không tốt, nhưng bổn công tử dẫn cho cô cơ hội này, cũng không uổng công ta đưa cô vào thành Bạch Lộ, giúp cô giải độc thay cô giải dây. Giúp ta xoa bóp một chút thì có làm sao? Mà anh chỉ có huynh là nói nhảm nhiều. Và người khác giúp đỡ phải nói năng cẩn thận, nếu không biết dùng miệng thì tặng cho người từng ấy. May mà bổn cô nương rộng lượng, không tính toán với huynh. Hình như không ngứa nữa. Nhưng lại đi. Không có việc gì của cô nữa rồi. Sang bên kia nghỉ ngơi đi. Cô dắt đi đâu đấy? Thương thế của cô hồi phục cũng nhanh quá rồi đó. Hồi phục cũng nhanh quá rồi đó. Mới có một ngày đã chạy nhảy lung tung rồi. Đó là vì nội lực của ta thâm hậu, dùng nội công trị liệu. Huynh chưa từng nghe sao? Đây sợ không phải là lời thật lòng nhỉ? Huynh nên nói thật với ta rồi đó. Huynh từng nói ta theo huynh vào thành, huynh sẽ nói ta biết ta từng trải qua những gì. Đúng là ta từng nói như vậy. Nhưng cô thật sự muốn nghe chứ? Tại sao lại không nghe chứ? Bây giờ huynh nói hết cho ta đi. Được thôi, vậy ta nói với cô. 5 năm trước cô bị Đường Dương lừa trở thành yêu nữ, cả võ lâm muốn truy sát. Nhưng những chuyện thiên lý bất dung mà họ nói kia đều do Đường Dương vu oan cho cô. Cuối cùng cô trúng Bạo Vũ lây qua chăm, ở trong rừng một chút. Huynh nói ta đã chết từ 5 năm trước, nhưng 3 năm trước cô đã xuất hiện trở lại, còn bị thế tử dẫn vào trong cung. Thái tử thậm chí còn vì cô giải tán cả hậu cung. Nhưng không lâu sau, thái tử lại tự mình chiêu cáo thiên hạ 10 tội danh lớn của cô. Cuối cùng bổn để cô phơi xác trong bãi tha ma.
Tại vì hiếu kỳ nên mới tới đó xem xem. Lần này cô không hề chết. Lẽ nào cô có chính cái nạn hay sao? Đó như vậy ta có hai kẻ thù, Đường Dương và Thái Tửng. Không sao, đợi khi ta đã tra rõ chân tướng rồi, nhất định sẽ tự tay xử lý bọn họ. Thái Tửng đã chết rồi. Vậy ta đi tìm Đường Dương trước. Huynh chắc chắn sợ công tử sẽ đến đây sao? Nếu cô không cần dùng mắt, vậy thì đi tặng cho người cần đi. Huynh, đại thiếu gia, Bạch công tử phát hiện ra người uống trộm rượu của huynh ấy nhất định sẽ rất giận. Bạch công tử nhất định khiến ngươi biến thành khó cầm đấy. Đúng rồi, căn bệnh lạ kia của huynh, huynh yên tâm, ta nhất định sẽ không nói ra đâu. Ta chỉ muốn cùng huynh thảo luận một chút, bởi vì ta cũng rất hiếu kỳ. Hay là ta thử sợ huynh lại xem nhé. Nói không chừng không được. Không muốn nói thì thôi. Xem ra là ta đã nghĩ nhiều rồi. Hai người đều không sao, trạng thái tinh thần đều tốt như vậy. Sao mặt huynh lại đỏ thế? Huynh ấy ngại đấy. Cô là nhân sâm câu kỵ? Nhân sâm trong nước chắc không phải loại nhân sâm thường hạng đâu nhỉ? Còn nữa, mùi vị nhân sâm hôm qua trong trà cũng không đúng lắm. Nếu như huynh thích, lần sau ta mua loại nhân sâm tốt nhất tặng cho huynh. Ngâm cái gì không tốt mà phải ngâm nhân sâm? Ta dùng dược liệu giống với nhân sâm làm ra một chút đồ uống dưỡng sinh thôi. Bây giờ nhân sâm thượng hạng, thiên hạ khó tìm, cho dù là tìm được cũng nên dùng để trị bệnh cứu người. Công tử thật sự là không quên sứ mệnh của thần y nhỉ? Hai vị từ biệt nhau, xin hãy cứ uống từ từ. Ta phải xuống nhà họ Đường ở nước Thục, tìm Đường Dương hỏi cho rõ ràng. Ta đây đi trước một bước, sau này có duyên gặp lại nhé. Huynh cứ để cô ấy đi như vậy à? Thế này, đừng giận mà. Tức giận làm tổn hại cơ thể. Hôm đó huynh thấy người đến báo cho ta tin hai người vào thành đúng không? Còn có đứng trước mặt nhiều người như vậy hạ thuốc hủy dung của ta cũng vì không liên lụy ta. Những thứ này ta đều hiểu. Huynh làm những việc này như là gì của ấy nhỉ? Nhưng con đường sau này nguy hiểm trùng trùng, một mình cô ấy độc hành, huynh thật sự yên tâm sao? Sao huynh nói nhảm nhiều như vậy? Thật sự không cần khuôn mặt này nữa à? Huynh đừng giận ta. Con người ta mặc dù nhìn có vẻ không đáng tin, nhưng chuyện gì có thể nói, chuyện gì không thể nói trước mặt cô ấy, trong lòng ta đều có tính toán cả. Con người huynh chủ nào cũng tốt, chỉ là có tật xấu khẩu thị tâm phi, thật sự là phải thay đổi đó. Uống thuốc đi, để trị mặt. Cảm ơn huynh. Huynh trước giờ chưa từng nói cảm ơn ta. Đứng lại, đừng chạy. Đứng lại, mau chạy đi. Bọn họ đuổi đến rồi. Đứng lại, đừng chạy. Đứng lại, già của ta, ngươi già của ta, mau lên. Quá đáng quá mức. Mau lên. Đứng lại. Đường Hoàng, ngươi thế mà lại dám dĩ hạ phạm thượng phản bội Đường môn. Ta không hề, bọn ta đang phụng mệnh thiếu chủ.
giết các ngươi ngay tại đây. Công tử, ở đây đã có lão Ngô, người tìm cơ hội chạy trước đi. Ta không chạy. Ta sẽ không bỏ lại các ngươi để chạy trốn một mình. Công tử, cái mạng hèn hạ này của lão Ngô không đáng là gì. Nhưng ngươi là người làm việc lớn, nên quyết đoán. Chỉ cần giữ đồ xanh, sợ gì thiếu củi đốt. Đường Dương đã làm cho Đường Môn chướng khí mù bệnh phạm một tội ác ghê tởm, cho dù liệu cái mạng này cũng phải quyết chiến đến cùng. Công tử, quá ra họ có thù oán với Đường Dương. Ám khí của các ngươi đều đã dùng hết rồi, thì đừng dùng dễ trong vô vọng nữa. Vậy lão phu hôm nay muốn xem là các ngươi chết hay là ta đây bỏ mạng. Công tử, người mau chạy, đừng hòng chạy. Thất bá, công tử, mau chạy đi, mau chạy. Thất bá, thất bá. Dừng tay. Thank you.